Xin chào tất cả quý vị khán giả của Lê Quang. Hôm nay thì Lê Quang về bãi biển Cần Dương. Bãi biển Cần Dương thì thuộc chân mây Lăng Cô của huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế. Bình thường thì cái bãi biển này rất là trong xanh. Đó, nước phẳng lặng thôi quý vị. Nhưng hôm nay thì quý vị nhìn thấy này, sóng khá mạnh. Theo như chủ quán ở đây thì cho biết là biển đang đồng trong một vài ngày hôm nay. Tuy nhiên thì vẫn có thể tắm biển được. Bãi biển Cần Dương thì được xem là một trong những biển sạch nhất ở Huế, nước trong xanh. Đó, và chúng ta thấy nó nằm ở vịnh Lăng Cô. Ở bên này là cái khu Laguna. Laguna là một cái khu resort, khách sạn, nghỉ dưỡng cao cấp với tổng mức đầu tư là lên đến 2 tỷ đô la Mỹ đến thời điểm hiện tại, và dự kiến của cái dự án này là lên đến 5 tỷ đô la Mỹ, sẽ xây dựng thêm cả sông bay nữa. Tuy nhiên do vấn đề dịch bệnh Covid cho nên hiện bây giờ dự án là đang tạm thời là tiến độ là đang ngưng lại. Đó, có thể nói là đây là một trong những khu bãi biển đẹp nhất ở Việt Nam hiện nay. Bây giờ chúng ta sẽ cùng với Lê Quang đi dạo một vòng quý vị nhé. Đây quý vị thấy này, bãi biển Cần Dương thì cát nó rất là mịn, mịn tới sộm luôn. Đó, như thế này đây. Ở phía bên này đó là cảng Chân Mây. Đó, cảng Chân Mây. Cảng thì đang xây dựng cầu cảng số 3, số 4. Cảng Chân Mây là cảng nước sâu, có thể tiếp nhận những cái loại tàu trọng tải lớn để mà vào cập cảng chở than, rồi là chở các nguyên liệu. Ở bên này đó là cái hàng quán của mình này. Sau nhiều năm thì cũng đã được đầu tư, tuy vẫn còn hoang sơ nhưng mà ở đây thì thật sự là giá cả dịch vụ nó rất là rẻ, rẻ hơn so với thành phố nhiều và rẻ hơn so với Lăng Cô nữa. Ở đây người ta hay chọn những cái dịch vụ, những cái đoàn khách để về tổ chức những hoạt động team building nữa quý vị. Và buổi tối ở đây và làm những hoạt động trải rồi là cắm trại ở trên biển rất là thú vị. Ở khoảng cách ở đây thì cách thành phố Huế là khoảng 50 km. Ở đây là những cái khu vực họ tổ chức hoạt động team building này. Đó. Đây khung thành này, chơi bóng đá trên bãi biển đây. Nhìn chung ở đây thì cái việc tổ chức các hoạt động tắm biển rồi là nghỉ dưỡng thì vẫn còn cả hạn chế. Tuy nhiên mà như thế này là rất là hoang sơ và là nhiều người thích đó quý vị. Ở trong kia thì có nhà nghỉ nhưng mà cái nhà nghỉ ở trong kia thì chất lượng thì cũng tương đối thôi. Và đa số lên đây thì có thể là thuê lều cắm trại ở qua đêm. Qua đêm ở trên bãi biển cũng được. Đó, và đây hoạt động lửa trại này, ta đang chuẩn bị lửa sẵn sàng đây quý vị này, để tổ chức hoạt động lửa trại. Ở đây thì quý vị thấy là nó có một con sông. Con sông này Lê Quang tìm hiểu là sông Bulu. Đó, con sông này nó chảy ra biển luôn quý vị. Và cái đoạn này thì theo như nhiều người bảo là vì nó qua sông cho nên có một cái dòng chảy nó cũng khá nguy hiểm. Nhưng mà ở cái bãi biển này có một điều là nó thoải, nó không bị sâu quý vị, cho nên tắm biển thì trẻ con tắm rất là an toàn. Và nếu chúng ta tắm từ cái vị trí ngang cái đoạn mà chúng ta xuất phát đến trở lui thì là biển là khá càng trong một khoảng ngắn. Nhưng mà tới đâu kia thì lại là cạn được sâu. Cạn được sâu là cái cạn mà cái mực nước rất là sâu, có thể tiếp cận. Bình thường thì Lê Quang nhớ là cách đây mấy tháng Lê Quang có về đây để đón những đoàn tàu du lịch cao cấp 5 sao quý vị. Một cái đoàn tàu như vậy thì có thể mang theo khoảng gần 3.000 người đến 4.000 người. Ở bên này cũng còn một cái cảnh rừng nguyên sinh này, nằm trên rất là đẹp quý vị nhé. Đó, bãi cát thoải và rất là mềm mại.
Đây ở bên kia quý vị thấy đó là Laguna, Banshee Laguna. Khu nghỉ dưỡng cao cấp. Nó có rất là nhiều những cái phân khúc khác nhau. Cái phân khúc mà quý vị đang thấy trên đồi đó là những cái biệt thự trên đồi. Giá trị là của nó là vài triệu đô la một căn như vậy đó quý vị. Những cái người nổi tiếng, những người nhiều tiền thì tỷ phú quý vị thì họ lên đó có thể mua đất luôn. Hoặc là thuê ở. Giá trị tất nhiên là khu vực 5 sao thì rất là đắt. Lưu trú thì ít nhất mà vào đó thì cũng phải tính được là phải cả gần cả chục triệu thì vừa ăn vừa lưu trú của đó quý vị. Nó còn mà cao cấp thì không tính được rồi. Ở đó thì có một sân golf 18 lỗ. Do một cái tay golf rất là nổi tiếng thì người Anh thiết kế. Cảnh quan rất là đẹp. Và trong cái chuyến đi ngày hôm nay thì Lê Quang cũng sẽ ghé đến cái sân golf đó để quý vị thấy được cái sân golf đó như thế nào. Nào quý vị thấy cái bãi tắm ở đây thì do nằm xa khu vực dân cư thì nên là nó khá sạch. Bên này cái dòng sông từ sông chảy ra này. Theo đây quan nghĩ là nếu sống như thế này thì khi mà có những trận mưa lớn ở đầu nguồn hoặc là mưa lớn ở phía kia thì chắc chắn là nước sẽ đổ ra biển. Còn hôm nay thì biển đồng. Nghe nói là có một đợt áp thấp nhiệt đới để mạnh thành bão ở ngoài biển Đông đó quý vị và gây ra mưa ở trên Huế. Mà ngày hôm nay khi Lê Quang bắt đầu đi xuất phát thì đã thấy mưa rồi, nhưng mà về đây thì trời thì không mưa. Đó quý vị thấy bãi tắm này mênh mang và rất là mịn đẹp quý vị nhá. Cái bãi cát ở đây thì Lê Quang thấy nó còn mịn hơn ở khu vực Vinh Hiền nữa. Vinh Hiền cái bãi tắm nó không, cái bãi cát nó cũng rộng như thế này. Cái bãi cát đây nó mịn và nó rộng hơn. Nhiều người bảo nếu như mà cái bãi tắm này nằm ở nó dịch ra ở phía Bắc quý vị thì chắc có lẽ là số lượng người không kén kín rồi. Trong khi đó thì mọi người thấy là chúng ta đi dạo trên cái bãi tắm thế này nó rất là thoải mái quý vị nhá, thậm chí không thấy có người luôn. Đấy có một cái bia đỏ đỏ này, có khả năng là họ sẽ cảnh báo khu vực nước sâu, một cái luồng nước nguy hiểm quý vị. Ở bên kia mình thấy có những khu vực giống như cảnh rừng nguyên sinh đó quý vị. Đây mình thật sự là gọi là hoang sơ đấy quý vị. Đấy chúng ta đúng là cái biển nơi này là cấm tắm cái khu vực này. Đoạn này là đoạn cửa sông rồi. Vùng nước nguy hiểm. Đấy. Đôi khi mà mình đi tắm mà mình không để ý quý vị, cứ nghĩ là chỗ nào cũng tắm được. Nhưng mà cái chỗ này phải cẩn thận. Nhiều lúc là biển nó rất là lặng. Cái đoạn này nhiều khi nó lặng sóng nhưng mà dưới là những con nước ngầm ở phía dưới. Nó ngoặc khu vực này quý vị này. Đó, bên này là những dàn răng phi lao. Tức là dương đó quý vị. Ở bên kia quý vị thấy có những con tàu. Cảng Chân Mây thì theo quy hoạch đó, là một cái cảng hàng hóa. Và sau này thì theo định hướng là khu quy hoạch Chân Mây Lăng Cô có thể trở thành một cái thành phố. Thành phố Chân Mây, thành phố Lăng Cô. Đó, và nó rất là hội đủ rất là nhiều những yếu tố để làm điều này. Có cảng nước sâu cũng gần Đà Nẵng, cũng gần với Phú Bài, sân bay. Có cái rất là nhiều những danh lam thắng cảnh. Có núi Thủy Vân đó quý vị. Rồi có Bạch Mã, rừng quốc gia với cái sự đa dạng sinh học rất là phong phú. Chúng là nó hội đủ tất cả yếu tố để có thể biến nơi này trở thành một cái khu du lịch, nghỉ dưỡng rồi là cả khu công nghiệp nữa. Nhưng mà hiện bây giờ thì
nó vẫn chưa thực sự phát triển đúng với cái tiềm năng của cái khu vực này. Lê Quang nhớ là cách đây khoảng chừng hơn 10 năm thì mình đã cùng nhìn thấy một cái đồ án quy hoạch cái khu sân bay Lăng Cô trở thành một cái thành phố. Và hồi đó nhớ là đến năm 2025, 2030 thì nó đã phát triển rồi. Nhưng mà bây giờ thì thực sự là sau hơn 10 năm trở lại thì mình thấy nó có thay đổi. Từ dưới Hoàng Sơ thì đã đưa vào khai thác du lịch rồi. Đó, và nếu như ai đó về đây thì cái khoảng cách mà 50 cây số mà đi xe về đây thì cũng rất là thú vị, nhưng mà chỉ có một điều thôi. Đó là cái dịch vụ mà cao cấp á. Từ ngoài cái khu Banshee Laguna ra thì cũng còn hạn chế. Đó, cũng có nhiều những khu nghỉ ven biển, nghỉ dưỡng ven biển thì hiện bây giờ nó vẫn hình như là nó vẫn đang dang dở. Đây, cũng có nhiều bạn về đây để chơi được quý vị này. Đó, cái bãi tắm thì từ cái rằng Phi Lao mà ra bãi biển thì rộng khoảng 60-70 mét được quý vị. Như vậy là quá đủ để mà tắm biển. Này, welcome quý vị tại đây. Welcome Cảnh Dương by Night. Chuyên tổ chức những hoạt động vào buổi tối đây. Team building. Hôm nay biển đông cho nên cùng số lượng người xuống tắm biển cũng ít, nhưng mà thực sự là với cái sóng biển thế này thì vẫn tắm được, cũng chưa đến mức là không thể tắm. Nước thì ở đây thì trong ít những cái lẫn những cái rác. Để so với Thuận An thì quý vị nhìn thấy như thế nào ạ? Tất nhiên là nó đẹp hơn rồi, có cả núi non nữa. Cái đoạn này quý vị thấy liên quan thể dụng Hàm Rồng này, Hàm Rồng tức là Vinh Hiền đấy. Đây, bên này quý vị thấy đây là Laguna này. Đây Laguna Banshee đây. Cái bóng lục vô quý vị ơi. Đây quý vị bắt đầu thấy là người đông hơn này.
chúng ta sẽ di chuyển về phía đông hơn của vị này. Đây là những cái bàn. Hôm nay trời biển động và cũng ít người, khá ít người về đây để ăn uống, vui chơi. Đây cối xây gió. Đây chúng ta có thể thuê phao này để tắm cho an toàn. Cái này là để cảnh báo về và quan sát người tắm biển. Sạp ở đây chúng ta có thể sạp sát biển luôn. Nó chỉ cách mặt nước khoảng vài mét thôi quý vị. Bãi biển này thì theo như tôi quan thấy là dài khoảng 2-3 cây số từ khoảng cách này đến cảng Chân Mây, và nó rất là bằng phẳng. Này qua cái vịnh kia đến khu vực Chân Mây, đến Lăng Cô. Là vịnh biển đẹp nhất thế giới. Chú hôm nay hình như là người tập biển cũng không được nhiều lắm mình ơi. Trên đắm là nhiều hơn không ạ? Đó biển hơi đông. Ở đây mình cho quan sát chú hả? Nó làm cái cối xây gió cho. Cối xây gió về à, chứ tưởng là mình leo lên để chơi mà thôi ạ. Lấy quan tưởng là cái chỗ này là được chỗ quan sát, hóa ra chỉ là cái nơi làm phủ xây gió thôi để leo lên chơi. Không có cái đường lên như thế này đây quý vị. Trời bắt đầu có hừng nắng lên một tí được quý vị này. Nay buổi tối thì người ta sẽ bật điện lên. Kính thưa tất cả quý vị các bạn, quý vị thấy là chúng ta vừa đi một đoàn ở trên cái bãi biển Cảnh Dương. Quý vị thấy là như thế nào ạ? Bãi biển rất là đẹp đúng không ạ? Có một thực tế như thế này quý vị này, đó là có một sự mâu thuẫn. Nếu như để những bãi tắm hoang sơ như thế này và khai thác du lịch một cách rất là bình dân thì nó lại không đem lại giá trị kinh tế cao. Nếu mà xây dựng các khu resort, các khu nghỉ dưỡng cao cấp thì nó lại ảnh hưởng đến cái cộng đồng, tức là cộng đồng mình tắm biển hay là vui chơi nó không được thoải mái. Mà đằng nào thì nó cũng có hai mặt của một vấn đề cả. Tuy nhiên nếu chúng ta xây dựng các khu nghỉ dưỡng để người ta đến để chơi thì tất nhiên là có nhiều lựa chọn và thu được tiền nhiều hơn, để phát triển hơn. Còn người dân thì ngoài việc đó là phát triển các loại hình dịch vụ mà như thế này thì mình đang thấy đây, thì có thể là sẽ có thêm những cái ngành nghề, những công việc phục vụ cho cả cái khu resort và khu nghỉ dưỡng đó nữa. Như khu nghỉ dưỡng Laguna đó thì cũng đã thu hút rất đông rất nhiều những cái nguồn lao động cho lĩnh vực du lịch, không phải là chỉ ở khu vực ở đây mà còn ở trên Huế nữa. Tất nhiên là vẫn ưu tiên cho người dân ở đây. Và có một điều mà Lê Quang cũng hy vọng đó là trong một tương lai không xa nữa thôi thì cái khu
Chân Mây, Lăng Cô nó sẽ phát triển bởi vì đáp ứng được kỳ vọng, tức là nó trở thành một động lực cho sự phát triển của cả tỉnh Thừa Thiên Huế. Đó, để khai thác, người ta hay nói là cái khu vực này nó giống như một nàng công chúa đang ngủ quên quý vị. Thật ra thì nó đã thức dậy rồi nhưng mà nó có đang ngái ngủ. Hy vọng là thức dậy thực sự và được trang điểm nó càng ngày càng lộng lẫy và đẹp hơn. Nó ví von như vậy thôi nhưng mà nó phải phát triển đúng định hướng, đúng quy hoạch chứ không phải phát triển tràn lan. Những ví dụ như Lê Quang về ở khu vực Vinh Hiền quý vị thì thấy là càng ngày thì cái sự hoang sơ nó càng đánh mất đi. Người ta lấn đứng như thế này, đó vì như cái bài tắm như thế này thì nếu mà sát quá, đây cũng có thể sát quá như thế này thì nó cũng ảnh hưởng đến cái người dân tắm biển. Đó, người dân tắm biển thì rất là thích như thế này, nhưng mà đối với những cái bài tắm mà nó được quý cũ quý vị thì nó yêu cầu là nó phải là cách xa ra một tí. Đó. Xin chào quý vị khán giả và hẹn gặp lại quý vị khán giả trong những video khác ở trên kênh Lê Quang Channel của mình nha. Xin chào.